Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bắt cán bộ cảnh sát giao thông gây tai nạn khiến một người tử vong. Ngày 10 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Phong, 41 tuổi, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Chư Prong để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Phong, gửi Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để xem xét phê chuẩn theo quy định. Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Phong lái ô tô lưu thông hướng từ thị trấn Chư Prong đi xã Gia Pon, huyện Chư Prong. Khi đến km 18+400 thuộc tỉnh lộ 663, đoạn qua thôn Hợp Thắng, xã Gia Đờ Răng, huyện Chư Prong, thì xe bất ngờ tông vào bà Hoa, 49 tuổi, đang đi bộ cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến bà Hoa tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân sống cạnh khu vực xảy ra tai nạn đã chứng kiến và ghi lại clip vụ việc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom xin nghỉ việc sau khi bị kỷ luật vụ xây không phép 500 căn nhà. Ngày 10 tháng 5, lãnh đạo huyện ủy Trảng Bom tỉnh Đồng Nai xác nhận bà Vũ Thị Minh Châu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom đã có đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Bà Châu là cán bộ thuộc tỉnh ủy quản lý, hiện các cơ quan chức năng đang xem xét xử lý theo nguyện vọng cá nhân. Bà Châu sinh năm 1970, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom từ năm 2015 tới nay. Liên quan vụ 500 căn biệt thự xây dựng trái phép ở huyện Trảng Bom, bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom bị kết luận thanh tra tỉnh nêu tên 5 lần với các vi phạm thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Thực hiện trình tự thủ tục bồi thường dự án không đúng quy định như kiểm kê, áp giá bồi thường, có trường hợp áp giá thu hồi đất không đúng chủ sử dụng đất theo hồ sơ pháp lý đất đai, thưởng di dời số tiền 313 triệu đồng, trong khi hộ gia đình cá nhân đã giao đất cho công ty LDC xây dựng công trình trên đất. Một số trường hợp thu hồi đất, phương án bồi thường, mâu thuẫn với hồ sơ kiểm kê, thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, không đúng chủ sử dụng đất và vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Clip tông phải Ninja Lead chạy bất ổn, nữ tài xế gặp nạn gây thoát tim. Mới đây trên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ hình ảnh đoạn clip ghi lại cảnh nữ tài xế đang chạy xe máy Vision ở tốc độ cao thì tông phải xe máy Lead do nữ tài xế mặc quần áo chống nắng trùm kín người cầm lái. Lúc này bất ngờ di chuyển sang trái. Va chạm khiến nữ tài xế chạy xe máy Vision loạng choạng ngã về phía xe tải chạy cùng chiều. May mắn xe tải di chuyển chậm, nữ tài xế cũng kịp nhấc đầu khỏi gần xe tải. Hình ảnh vụ tai nạn thu hút nhiều bình luận từ người dùng mạng xã hội. Trong đó, phần lớn các ý kiến đánh giá, nữ tài xế điều khiển xe máy Vision không làm chủ tốc độ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đánh giá một phần nguyên nhân dẫn tới tai nạn là việc nữ tài xế xe máy Lead di chuyển chéo sang trái bất ngờ. Từ vụ tai nạn trên, trao đổi về quy định điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông, luật sư Lê Văn Kiên, trưởng văn phòng luật sư Ánh Sáng Công Lý cho biết. Theo nghị định quy định về lĩnh vực giao thông, đường bộ và đường sắt, trường hợp bị xác định có hành vi vi phạm, không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy qua tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, chuyển làn, chuyển hướng, quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông, người điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Tài xế tố bị ném đá khi chạy trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Ngày 10 tháng 5, nguồn tin cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc qua địa bàn. Tỉnh Bình Thuận yêu cầu các địa phương có hai tuyến cao tốc đi qua là Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Dây tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật giúp người dân hiểu rõ các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi ném đá, sỏi hoặc các vật thể khác xuống các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc.
đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm trên các cầu vượt băng qua cao tốc, nhằm phát hiện xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trên các cầu vượt, ném đá, sỏi hoặc các vật thể khác xuống các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án 7 và Ban Quản lý Dự án Thăng Long tiếp tục đầu tư lắp đặt bổ sung lưới chắn đá rơi hai bên cầu vượt cao tốc, các nút giao để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc. Trước đó, một số tài xế khi điều khiển phương tiện lưu thông qua cao tốc Phan Thiết Dầu Dây phản ánh liên tục bị một số đối tượng đứng trên cầu vượt ném đá xuống đường cao tốc, làm nứt kính xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Một số tài xế còn phản ánh tình trạng đá sỏi trên cầu vượt rơi xuống đường cao tốc khiến việc di chuyển gặp khó khăn, mất an toàn. Ô tô gây tai nạn hai lần liên tiếp. Xe cảnh sát vừa xử lý một va chạm thì trước phía sau đã chèn lên một xe chuyển làn và lật ngửa. Trước, Haman màu trắng di chuyển làn và bị một xe khác cùng chiều hích vào đuôi. Hôm 5 tháng 5 ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, cảnh sát giao thông xử lý việc di rời và hai xe va chạm cũng đã nhanh chóng đã chạy tiếp. Từ bên trái, một chiếc Honda màu trắng di chuyển làn và chiếc Haven vẫn bật đèn xanh khẩn cấp đâm vào đuôi mà không có dấu hiệu phanh. Cú đâm khiến cho xe này lật nghiêng sang phải, xe cảnh sát vẫn chạy ngay phía trước lập tức dừng lại. Theo cảnh sát, va chạm lần thứ nhất xảy ra do tài xế của xe Haven không quan sát cẩn thận và chuyển làn ngay sau khi phía sau có xe đang chạy đến. Va chạm thứ hai lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế xe Honda. Tuy nhiên, tài xế của xe trước dường như không phản ứng gì trước sự va chạm, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi. Trên xe Haven thì ngoài tài xế còn có vợ và con nhỏ 11 tháng tuổi. May mắn tất cả mọi người đều an toàn. Bộ Y tế chính thức lên tiếng về thông tin xét nghiệm đông máu sau tiêm vaccine AstraZeneca. Mới đây, sau khi AstraZeneca thừa nhận về tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine COVID-19 do hãng sản xuất, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin khuyên người dân đi xét nghiệm D-dimer để xem mình có bị hình thành cục máu đông hay không. Trước những thông tin này, Bộ Y tế cho biết huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu TTS liên quan đến vaccine AstraZeneca là tác dụng phụ rất hiếm gặp và thường chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sau tiêm. Kể từ tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vaccine này, nên hiện tại không còn rủi ro phát triển TTS sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Do vậy, đối với những người đã tiêm vaccine này, không cần thực hiện xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu. Vì thực tế, không còn nguy cơ gây huyết khối và giảm tiểu cầu ở những người đã tiêm vaccine AstraZeneca từ gần một năm trước, Bộ Y tế thông tin. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần liên tục cập nhật thông tin từ các nguồn tin đáng tin cậy và chính thức để có cái nhìn đầy đủ hơn về biện pháp phòng chống dịch và hiểu rõ lợi ích của việc tiêm chủng. Bộ Y tế cũng khẳng định vaccine AstraZeneca AZD1222 là một trong 14 loại vaccine COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp. WHO vào ngày 15 tháng 2 năm 2021, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu EMA cấp phép sử dụng có điều kiện trên toàn châu Âu từ ngày 29 tháng 1 năm 2021. Vaccine này hiện là một trong những vaccine được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 170 quốc gia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp và hơn 2 tỷ liều đã được tiêm chủng toàn cầu. Nhờ chiến dịch tiêm chủng rộng rãi và đạt tỷ lệ cao, vaccine AstraZeneca cùng các loại vaccine COVID-19 khác đã giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả đại dịch, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do COVID-19, góp phần đưa cuộc sống trở lại bình thường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.